súng thần công niên đại 200 năm vừa được phát hiện ở Đà Nẵng. Cụ thể, khẩu súng thần công vừa được phát hiện được đúc bằng đồng, có trọng lượng khoảng 200kg, dài 1,75m, đường kính đầu nòng 15cm, đường kính đuôi nòng 25cm. Trên thân súng có hoa văn đường diềm, quai chạm vải rồng, có khắc chữ ở thanh trục quay. Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, nhận định ban đầu của các chuyên gia trong lĩnh vực cho thấy, súng thần công này có niên đại gần 200 năm. Đây là loại súng có từ thời nhà Nguyễn, trang bị cho hệ thống phòng thủ ở Đà Nẵng. Hiện vật rất có giá trị về mặt lịch sử này, góp phần bổ sung để tôn thêm toàn bộ giá trị lịch sử của bộ sưu tập súng thần công ở thành Điện Hải. Đồng thời, khẳng định thêm về ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Liên quân Pháp, Tây Ban Nha của quân dân Đà Nẵng giai đoạn 1858-1860. Hiện Bảo tàng Đà Nẵng đã làm việc để tiếp nhận súng thần công đưa về bảo quản, xử lý phục vụ cho công tác nghiên cứu, trưng bày và phát huy giá trị. Khánh Hiền, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.